Một năm trước, Spider Room và podcast The Creator đã có một buổi trò chuyện rất... vui vẻ <laughs> Cùng người đứng sau vũ trụ những kênh Youtube vô cùng thành công như The Reviewer, HiFaith, y Đồng Thổi Tai và Vui Vẻ Ăn Khắt Anh đừng nghĩ mình là cái gì, là, là, là được ừ. Mình có, có là cái gì đâu mà mình đòi người ta phải đối xử với mình thế này thế kia ừ. Mình phải có trong đầu cái gì thì mình, mình mới chơi được ấy Cái gì học rất quan trọng, nó, nó kiểu nó là tối quan trọng Ngày hôm nay, trong khuôn khổ chương trình The Creator x Youtube ừ. Hãy cùng chúng mình hỏi thăm về những chuyển biến, thay đổi mà vui vẻ đã có trong một năm qua ừ. Nghĩa là mọi thứ luôn thay đổi Sau một năm những thứ em nói trong cái đấy mà nó ừ. không còn như thế nữa rồi Anh khá bất ngờ ấy Bởi vì từ trước nay anh cứ tưởng em sẽ là người rất là cụ thể kế hoạch các thứ Em ừ. mình đã, đã, chấp nhận là đi làm cho người khác ấy, thì người ta quyết như nào thì mình phải thích như thế ừ. còn nếu mình tự làm của mình thì mình thích như nào mình làm thế nếu không làm youtube thì mình sẽ làm gì ạ? À? Ừ. khó nhở nếu không làm youtube thì là mình <laughs> mà mình cần phải đi qua <cười> em cười cái gì đấy <laughs> Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sometimes maybe good, sometimes maybe sh** oh. Nó là cái đấy, <laughs> chính nó Tôi là Spider Room, còn đây là Vui vẻ tôi là... Vui vẻ tơ <cười> <cười> Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả tập tiếp theo của The Creator X YouTube Và hôm nay chúng tôi có một vị khách vô cùng đặc biệt Tôi là Vui vẻ, còn đây là Tôi là Spider Room <laughs> <nhá>? Thực sự <laughs> với các bạn là anh ấy đã nói chuyện với họ Thủy Tiên này Nói chuyện với lại uh, Vũ Dino này Nói chuyện với lại... Uh... Ben Eagle là cái ông có 20 triệu sắp, xong rồi tôi vẫn là người đặc biệt. 25 triệu sắp. 25 triệu sắp. Anh ấy nói dối. Thôi, thật sự thật sự <laughs> dân. Là anh thấy ai cũng là người đặc biệt hết nhưng mà nhưng chúng ta sẽ move on từ đấy để anh okay, Nếu mà ai cũng là người đặc biệt thì không ai đặc biệt đúng không? <laughs> à. Ở, anh, anh để anh tìm cách để comeback cái câu đấy của em xong rồi anh okay. sẽ nhắn đi lại. Yeah, okay. <laughs> uh, trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn ạ. Uh, thật ra là mình với cả Linh đã thực hiện buổi nói chuyện này một lần rồi nhưng mà sau đấy ngay sau khi quay xong với khi mà mình đã cố gắng gọi là định hướng cái video đấy mình thấy buổi nói chuyện này nó hơi 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 bị văng nên là chúng mình đã quyết định quay lại nên là thật sự cảm ơn linh rất nhiều vì đã vui vẻ chấp nhận lời mời của anh một lần thứ hai cảm ơn <laughs> em đã quay lại à cảm ơn em đã quay lại <cười> thực <cười> thứ ra là anh ấy nói thế ơi sau khi mà chúng tôi quay xong cái suộc đấy thì người ngoài hành tinh đến rồi đánh chiếm trụ sở spider room nên mất suộc thì chúng tôi phải quay lại <cười> <cười> em có câu hỏi nhé nếu mà được chọn thì anh sẽ chọn làm chó hay là mèo anh trả lời câu đấy trong trường hợp em cũng phải trả lời câu đấy đang ừ. quay <laughs> <laughs> nếu anh được anh nếu anh được chọn thì anh sẽ làm chọn làm chó hay là mèo anh sẽ trả lời nếu mà em cũng trả lời ừ. anh trả lời trước nhá hay là em trả lời trước anh trả lời trước ok uh, anh nghĩ là với tính cách của anh thì anh sẽ làm một con mèo à. vì sao vì anh thích người khác làm nô lệ của anh à. <laughs> em em cũng sẽ chọn làm mèo tại vì làm chó phải ăn c <cười> <cười> mèo không có một số con ăn mà nhưng mà chó ăn c** nhiều hơn <cười> <cười> đúng, không? Đúng, không? đúng không? người ta gọi là kiểu chó đúng đúng đúng, đúng, đúng không? Người ta là chó ăn c**. nhưng mà lần gần nhất anh em mình nói chuyện một buổi dài như này tầm hơn một tiếng uh, là một năm trước một năm trước thì uh, em dạo này có còn xem phim một mình em dạo này thực ra là có đấy thực ra là đúng là em có xem phim một mình uh, em có ngồi xem lại cái podcast đợt trước mà anh em làm với nhau ấy. Ừ. thì sau một năm Cảm giác đúng với câu là không ai tắm hai lần trên một dòng sông ừ. Nghĩa là mọi thứ luôn thay đổi Sau một năm những thứ em nói trong cái đấy ừ. Nó cũng phải tầm 80% là nó ừ. không còn như thế nữa rồi Rồi, à. ờ, hôm trước em cũng vừa check lại cái buổi nói chuyện đấy Và anh có một vài cách đầu dòng anh muốn okay. Hỏi backtrack lại toàn bộ những cái thứ mà đã xảy ra một năm trước okay. Thì cái thứ đầu tiên mà anh muốn hỏi là hai con mèo Hai Đi con nào? mèo? Đấy đấy, con mèo, anh có tâm mèo. mèo Con mèo Hồi đấy em bảo là em đang rất là bận rộn với công việc và vừa à. phải lo công việc và vừa phải lo cho hai con mèo. Hai con mèo thì trong đấy thứ em có ba con mèo thì có hai con đã ấy nhau và chúng nó đẻ ra bốn con nữa. Ừ. Và một mình em nuôi bảy con mèo thì nó là một câu chuyện rất ngu. Ừ. Nên là em đã cho hết cả <laughs> con đi. và bây giờ em không còn mèo rồi. À. À. Tiếp theo là daily vlog. Hồi đấy thì em đang kiểu rất là hừng ngược khí thế và em làm vlog hàng ngày ấy. <laughs> kiểu anh còn hôm đấy anh còn nhớ anh xem lại và anh kiểu anh rất là khâm phục cái ý chí và cái năng lượng và sự bền bỉ của em à. thì thật ra là anh hỏi cô đấy là phím thôi bởi vì anh cũng biết là kết quả là nhau rồi nhưng mà daily vlog nhưng em có thể chia sẻ cho mọi người thì, được không? thì em lười <cười> <cười> xong rồi kiểu đợt đấy đúng là cái đợt mà thay đổi nhân sự nhiều nhất ý ừ. nên là em kiểu phải uh, rút năng lượng của mình từ cái việc kia sang những cái việc khác để ừ. phân bổ lại một cách hợp lý hơn ừ. và cái daily vlog thì nó như kiểu một cái ước mơ của em hồi trước ấy. kiểu ừ. thích thấy hồi trước em xem thì em thấy những người này làm cái này kiểu này kiểu này kiểu này hay thế mình cũng muốn làm ấy ừ. mình làm thôi xong rồi mình làm được rồi thì mình thấy thì thôi bây giờ không phải ưu tiên cái đấy thì mình ưu tiên cái khác chứ ừ thế thì uh, uh, bây giờ thì em đang ưu tiên cái gì mà trong tương lai em có ưu tiên daily vlog lại không à, Thực ra là hôm nay em có đang quay vlog ấy. <laughs> đấy đang hôm nay đúng có quay một cái vlog uh, chắc là nó sẽ hiện tại ưu tiên của em thì nó sẽ quay về uh, sự uh, bình yên của bản thân thôi là tối đi ngủ được này tối ừ. ngủ ngon này và sáng dậy thì có uh, muốn dậy ừ. và muốn ra khỏi giường ừ. nên là một năm trước lúc em đến với anh thì đang đang trong giai đoạn là dậy làm việc các thứ lúc em đến với anh lúc em đến với anh ấy ừ. sau một năm rời xa anh <laughs> không muốn dậy à, thì ừ mình mình sẽ ưu tiên là sức khỏe tinh thần này rồi là ừ. duy trì những thứ mình đang làm ừ. và để chuẩn bị cho một cái những cái giai đoạn mới những cái dự án mới của mình ừ. cái cách đầu dòng cuối cùng anh muốn hỏi để check up thời gian trước là trong cái podcast một năm trước em còn nói là thời gian đấy em đặt niềm tin rất nhiều với những người khác sẵn sàng để cho những thành viên còn lại trong team của mình họ cầm các cái dự án và họ chạy và em phân toàn quyền cho họ thì đấy là cái anh muốn hỏi sau một năm quan điểm của em về quan điểm của em hồi trước như nào sau một năm thì hình như em vẫn làm thế ừ ờ... nghĩa là có những cái việc đặt niềm tin thì em nghĩ là cái việc hoàn toàn nên làm nhưng ừ. mà nên đặt niềm tin vào đúng người không? ừ có thể là cái người đấy là cái việc sai người nó không hề xấu gì nhé ừ. sai người nó chỉ là ví dụ hai người không hợp với nhau này ừ. là cách vận hành cách suy nghĩ thế giới quan của những cỡ mình và họ không giống nhau ấy ừ. thì nó sẽ dẫn đến xung đột mâu thuẫn và dẫn đến việc chia lìa ấy ừ. thì nó là một cái điều vừa tốt vừa xấu ấy ừ. điều tốt là mình biết là ờ thế thì hóa ra là như này mới đúng này ừ cái điều xấu thì nó là, là những cái cảm xúc gọi uh, là không tích cực cho mình có thể là tiêu cực nữa đó. Nhưng mà nó là một phần của quá trình ấy. Với những bạn đang xem buổi nói chuyện này Nhưng mà có thể là không lên Facebook nhiều Hoặc là không biết chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn vừa rồi à. Thì em có thể đơn giản hóa Đơn giản hóa? À. Là trước tôi có nhiều nhân sự Xong rồi tôi không có nhiều nhân sự nữa <laughs> Xong rồi <laughs> thay đổi nhân sự <laughs> Chạy credit đấy đấy thì, thì xong rồi cũng mất một thời gian để xử lý thôi Ừ Ờ, em có thể chia sẻ anh khá là tò mò về cái nguyên nhân đằng sau cái đấy em nghĩ là nguyên nhân là do không hợp nhau ấy. À, anh là... nguyên nhân đến từ em à nguyên nhân đến từ em bởi thì... vì anh luôn tin là đến từ mình thì mình mới kiểm soát được còn người khác thì không về mặt nội tại thì là do kiểu uh, tham đi ừ. là mình tham làm nhiều thứ quá ấy. Ừ. mà trong khi là khả năng của mình nó chưa đến ấy, ừ. thì mình cứ mở rộng mở rộng mở rộng nhưng mà um, cái khả năng quản lý của mình nó chưa tốt này rồi là khả năng chuyên môn của mình thì nó cũng chưa tốt này rồi là ừ. quản lý cả đội nhóm quản lý cả bản thân mình quản lý cảm xúc các thứ ừ. nó nó không ổn đấy thì tất nhiên là mọi thứ nó sẽ đổ vỡ dần đấy ừ. nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì em thấy quá là to tát ấy, tại vì Thứ nhất là em cũng đang khá trẻ và kể cả, kể kiểu cả em nghĩ là và kể cả em nghĩ là khi mà em già rồi mà nó phải xảy ra ấy, thì nó vẫn ừ. là trên con đường em đang học ấy ừ. Đó. em nghĩ là sau khi cái sự kiện đấy nó xảy ra thì em mất bao lâu để em 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 có bị ảnh hưởng về mặt gọi là tâm lý về những cái cảm xúc của mình từ cái sự kiện này ừ. không và mất bao lâu thì em cứ cho là quay lại quỹ đạo bình thường của em thực ra là cái sự kiện đấy xảy ra nó cũng là một cái phước lành với em đấy ừ. tại vì trước đấy thì uh, tại vì em để cho mọi người làm hết việc ấy và mọi người làm thì nó sẽ nó sẽ được một trăm phần trăm của mọi người nhưng mà sẽ không phải là một trăm phần trăm theo ý em muốn ấy ừ. thì lúc mà kiểu đội ngũ tan rã hết ấy thì mình mới thấy là à mình muốn như thế này mình muốn như thế kia cái thực sự mình muốn là cái gì ừ. đó rồi mình quay lại mình mình được thực sự mình làm những cái mình muốn ấy ừ. thì ừ. nó rất vui và nó nó gần như là không có một cái uh, uh, tiêu cực gì cả ừ. ở cái phần đấy chỉ nó nó cũng nhưng mà nó nó có ảnh hưởng tiêu cực đến những cái phần khác của em ừ. như là sức khỏe này tại vì đợt đấy là lại từ 2 giờ sáng đến hai giờ uh, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ tối thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ ừ. và sức khỏe của mình là nhiều ừ. có một khoảng thời gian đầu năm nay em cứ tưởng em phải đi mổ cơ mổ mổ gì mổ chi <cười> <cười> em tưởng em bị chi nhưng hóa lại ra không phải ngồi nhiều ờ ừ, đấy ngồi nhiều xong rồi stress các thứ này rồi ừ. là yếu yếu các thứ ấy ừ. Ừ. Nó, nó vẫn là một cái trải nghiệm tích cực với em ừ. là mình hiểu thêm về con người ấy, và không phải là họ là những con người xấu ấy mà là ừ. không hợp nhau này rồi là có những cái mà mình uh, xử lý sai rồi cách mình gọi là điều điều, điều hành sai cái thứ ấy ừ. nhưng nó cũng khá vui giả ừ. sử như kiểu ví dụ em ở trong một cái bộ phim viễn tưởng có khả năng du hành thời gian đến một thực tại khác và quay ngược về quá khứ thì em có làm gì khác không, không Muốn chắc, thay đổi gì chắc không? chắc vẫn thế rồi chắc vẫn thế. vẫn vẫn, vẫn... À theo anh hiểu là vẫn là chấp nhận sai những cái lỗi như vậy để đúng mình rồi. có thể học được bài học của mình ngày hôm nay đúng không? tại vì là uh, những cái mà em sai ấy, ừ. thì nghĩa là những cái mà em đã nên làm ấy thì không phải là em không biết, ấy. nghĩa ừ. là mọi người nói với em rất nhiều là không nên như này, không nên như này, không nên như này ấy. Ừ. thì em biết mà ấy là em biết là nó có như thế nhưng mà em lúc đấy em chưa trải nghiệm nên để em biết được là đúng thật là phải nên như thế ừ. đấy thì sau khi trải nghiệm xong rồi thì mình mới thực sự hiểu ấy và mình mới gọi là mang biến cái bài học đấy thành của mình được, đó đấy có phải là biểu hiện của cái tôi không? À ra là đấy là việc um theo như góc độ của anh anh cũng đã từng như thế wow. tức là anh cũng đã từng làm rất nhiều thứ đi ngược lại những cái lời khuyên từ mọi người yeah. đặc biệt là những người anh hồi đấy họ đưa lời khuyên là những cái người anh nghĩ là họ đi trước anh họ có nhiều tuổi hơn anh họ có nhiều kinh uh. nghiệm hơn anh nhưng mà anh vẫn lựa chọn sai tức là lúc đấy anh cũng hình dung được là khả năng mà mình lựa chọn cái quyết định này nó sai rất là nhiều thì sau này khi anh nhìn lại cái quyết định đấy thì anh nhận ra là có vẻ như lúc đấy mình đang bị chi phối bởi cái tôi của mình có thể là lúc đấy thời gian cái tôi của mình uh. hoặc là cái tôi hoặc là bởi vì mình quá tò mò, mình ừ. thật sự muốn biết là cái quyết định này nó dẫn đến đâu, à, đúng? thì Ê... từ phía của em thì nó như nào? Theo em thì nó không phải cái tôi mà kiểu nó sẽ là cách mình học ấy, ừ. cách mình học nó là như thế, ừ. không sẽ không phải là người này bảo mình là như này, như thế này mới đúng và mình chấp ừ. nhận luôn ấy mà mình sẽ phải thử thách cái ý niệm đấy xem nó có đúng không, ừ. đó và cuối cùng thì mình tự nhận ra, ấy. Ừ. thì đấy là cách mà mình học, cũng có thể là do cái quá trình mình đi nó phải thế ừ. phải đi đến đấy và đi sai xong rồi mình biết là à thì đường này sai này phải đi theo đường này, này mới đúng rồi. Ừ. lúc đấy em có nói là nó phải xảy ra như thế thì em mới được làm những cái mà em muốn à. thì cái em muốn là gì cái em muốn này ừ. bây giờ một cái mà em muốn thì em chỉ muốn uh, gọi là chui về một chỗ thôi em ngồi làm vlog cả ngày làm mấy cái kiểu phát triển bản thân ấy, ừ. thử thách này thử thách kia ấy. xong rồi là kiểu là những cái thay đổi bản thân ấy. Đập Ví dụ sách. một cái ý tưởng đấy là... Một cái tiêu đề video Mà em sẽ làm theo cuộc hướng đấy là gì Có một cái mà em uh, Ấp ủ về hôm nay là Sức mạnh bạn có sau 90 ngày nấu Pháp <laughs> Ấp ủ rất lâu rồi Quay được chưa <cười> Chưa <cười> <cười> Thứ duy nhất là quay là <cười> <cười> <laughs> Hoặc là ví dụ tôi đã thay đổi bản thân như thế nào? Vì ừ. vì là em cái gu ăn mặc của em rất tệ ừ. Thì thì kiểu em sẽ làm một clip là em sẽ lên mạng xem là người ta nói gì về việc là ăn mặc, ăn mặc như nào mới đẹp. Xong ừ. em sẽ đi thử mua quần áo về ăn mặc lại xem nó đúng thế đẹp không. Anh thấy em ăn mặc ok mà cả cái lần đầu tiên anh uh, quay về em à. Em mặc sơ mi nói chung là chỉnh tề lần gần nhất quay mà cái lần mà quay xong rồi quyết định bỏ hết rồi à. quay lại buổi hôm nay anh cũng thấy em ăn mặc ok. Thì, thì em thì, thì em không biết <cười> <cười> nói chung là em muốn làm những cái đấy. Ừ. Đấy thì cũng tò mò. À vẫn nhưng mà những những thứ em làm đang làm bây giờ vẫn là những thứ em muốn mà ví dụ như là giờ review bây giờ nó toàn là kiểu tóm tắt phim ấy. Thì à. đúng thật là em rất thích tóm tắt phim. Ừ. Kiểu vì em thì không phải là người biết về phim nhiều ấy, thì em chỉ muốn là xem xong rồi kể lại là em phim này nó nhẹ này, này, nó nhẹ này, này, nó nhẹ này, này. Ờ, Đấy. thật ra hồi trước em cũng làm rồi nhưng mà à. em có khi mà em đối diện với những cái bình luận chẳng hạn à. là kiểu mấy ông này chỉ tóm tắt lại phim chứ làm gì có chất xám để vào trong đấy đâu thì à. em đối diện với cả những cái đấy như nào nó có đúng không thì đúng à thì đúng thật là như thế ừ. cơ bản là nghĩa là có thể là họ kỳ vọng mình là một cái thứ gì đấy to lớn hơn vĩ đại hơn ấy nhưng mà mình có phải cái đấy đâu ừ nghĩa nó là mình làm cái mình muốn ờ ừ, đúng không à, nghĩa là đấy là cái mình muốn và đấy là cái mình thấy thích ấy nghĩa là ừ. có những người nào thấy thích thì ok còn những nào không thích thì thì thôi ừ. thì, thì mình cũng nghĩa là mình làm cái này thì để cho, để cho những người thích thôi ừ. nghĩa là cái nội dung của em chỉ để em phục chỉ để phục vụ những người ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ và khi đang cần một cái gì đấy để ở background để làm việc và, làm, làm việc và học tập chứ không phải để người ta chữa lành hay là để người ta kiểu là xem xong thì ừ. thấy một cái gì đấy nó sâu sắc và nghĩ ra được một cái gì đấy tại vì em không phải là người như thế à. À. có một cái rất thú vị là hồi trước anh làm video ở phê phim là anh làm những cái video phân tích rất là tâm huyết này xong à. đưa toàn bộ những cái kiến thức của mình vào và anh hồi đấy anh làm với tâm thế là anh kỳ vọng cái người xem họ sẽ xem cái đấy và họ tập trung 100%. Xong rồi đến anh, đến khi anh thật sự gặp những cái bạn xem video của anh ngoài đời thì phần lớn họ đều bảo là tôi xem video của ông lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Đúng rồi. Và anh kiểu ơ. À, Đúng thế rồi. Thế mình hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ một cách đơn giản và hiệu quả hơn thay vì chật vật như thế. Nghĩa là em cái lúc mà em quán triệt cho các bạn là Yeah, mình cái tệp của mình là cái tệp như thế. Ừ, là ban đầu thì mình dùng cái review sàn cái thứ đi để uh, tiếp tiếp cận khán giả đi, tại ừ. vì hồi đấy em nghĩ cái đấy là đúng. Ừ. Và nhưng mà làm cái đấy rất mất thời gian và thực sự xem cái đi ngủ xem cái đấy đi ngủ khá khó chịu <laughs> không thể xem một clip nhịp của nó nhanh ừ nó cứ Xong. nhanh 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 rồi phải xem rất tập trung ấy và ừ. xem và và thường thì nó sẽ tạo ra một cái tệp khán giả hơi, cũng hơi hơi khó tính ừ. đó thì mình các bạn là mình cũng không, không phải là một con người như thế ừ. mình cũng không phải là một con người sg mình không phải là một con người vui tính theo kiểu nói câu nào hài câu đấy ừ. mình chỉ là một con người kiểu thích đơn giản hóa mọi thứ ấy. ừ là thích ví dụ xem được một cái clip này thì muốn bắt chước cách người ta làm một cái clip đấy ừ. lại để cho theo cái kiểu của mình thôi đó. lúc nãy vừa nói đến những cái content mà em thích làm anh muốn chia sẻ một cái content mà anh đã từng thích làm anh muốn làm review rồi đâu nếu có <laughs> nhận hàng hay. nào đang đang xem thì đây là rất nhiều bất động sản để anh sản thuốc tóc cái đấy sợ hỏng nhưng mà đấy là cái mà em mong muốn cái cá nhân em mong muốn là ví dụ daily vlog Thế còn với cả tổ chức của em thì làm sao chắc nó vẫn làm như cái đấy thôi ừ. nó vẫn là những cái mà làm nội dung để phục vụ đấy cái ta lúc ăn cơm lúc nên là bây giờ tất cả những cái nội dung của em chỉ để phục vụ lúc người ta ăn cơm người ừ. người ta đấy. là em cũng không hướng đến cái sự cao siêu gì cả ừ. nhớ mà nó có được đến cái sự đấy đi thì nó là một cái sự may mắn ừ. chứ là mình sẽ không tất nhiên là mình sẽ không hướng đến cái sự đông cạn và cái sự kiểu bề mặt ừ. nhưng mà cái độ sâu của mình nó cũng chỉ ở... nhẹ thôi Chứ nó không ừ. phải Đó. hiểu Đó. cho nó vẫn có chiều sâu nhất định ừ. nhưng mà nó cũng không phải nặng nề quá ấy. Ừ. giữ mọi thứ nó vui vẻ thôi ừ. hình như em đã từng làm một cái vlog liên quan đến chuyện kiều đúng không thật á? À? Ờ, anh có nhớ tức là samuel đâu đấy ở trên một cái vlog một cái video ở đấy em đã từng mention đến việc em đọc truyện kiều ờ à. bởi vì nếu không thì anh sẽ không biết để anh uh, đề cập là anh đang đọc truyện kiều với em à được chứ em em chung lại em có một cái thời gian định làm một cái thử thách là uh, học thuộc truyện kiều xong ngồi đọc lại ừ à. thế bây giờ ở trên video này nhá anh có thể tạo ra một cái thử thách với em đúng không tức là anh sẽ làm một cái video anh ngồi đọc hết truyện kiều trên camera yeah anh ấy căn rồi nó mất sẽ khoảng 4 tiếng một tiếng rưỡi nhưng mà anh anh không nhớ được đâu à. thì nếu mà anh làm video đấy thì em có làm video đọc thuộc hết không anh khôn đấy nó kiểu nếu em ăn cơm nếu ăn không <laughs> anh khôn vãi à, cũng không dám nhận đâu nhưng mà à. <laughs> <Đúng> không? <laughs> ừ, không biết cầm bách như nào ngại à. quá nhưng mà chuyện kiểu rất hay các bạn ạ nên đọc đây đấy là một cái mấy ông rapper bây giờ biết phải bốn ông viết được cái, cái verse khoảng tầm mấy mấy câu ông ông nguyễn du ông viết ba nghìn câu câu nào cũng có phần thậm chí có ý nghĩa mà câu chuyện này siêu hay anh ừ câu chuyện kiểu... hay storytelling các thứ skin các thứ đầy đủ cả rất kịch tính dạ có, có cái câu mà lúc mà um, kiều bị uh, lấy mất rồi con gái của mình ấy. <laughs> người ta rồi rồi rồi, rồi, rồi đấy rồi. hay lắm nó chỉ nó nó chuyện ong bướm ấy kiểu ừ. nghĩa tiếc thay một đóa trà mi ừ. con ong đã tỏ đường đi lối về ừ. đấy đấy là cái anh siêu thích khi anh đọc truyện kiều thôi ừ. là sẽ ông ấy sẽ không bao giờ nói nguyễn du sẽ không bao giờ tả ừ. trực tiếp là cái gì đang xảy ra Đúng mà ông ấy sẽ tả cảnh Tả ừ. một cái gì ấy bên ngoài cho đấy. mình tự hiểu là ông đã nói về cái gì đó nó rất là rất hay rất là một cái sự uh, tinh tế ừ. mà em thấy trong uh, Kiểu cảm giác thời đại bây giờ mọi người đề cao cái sự thẳng thắn quá ừ. Và cái sự thẳng thắn đấy đôi khi nó sẽ uh, mang đến nhiều cái vô duyên ừ. Và chính là em cũng chị, uh, chịu à. hậu quả của việc thẳng thắn quá ừ. Và làm tổn thương cảm xúc của người khác Em còn nhớ lại một cái tình huống, và một cái sự kiện nào mà khiến em đẩy hướng sang suy nghĩ Bởi vì thật ra đấy là cái mà anh ấn tượng của phong cách The Reviewer ấy Tức là phong cách của em vui vẻ, tức là em không ngại va chạm Em không ngại kiểu đùa đến các cái vấn đề, tức là trêu người này trêu người kia ấy à mà tại sao lại bây giờ lại đến cái suy nghĩ đấy điều gì đã xảy ra dẫn à, đến suy nghĩ đấy? Vẫn, vẫn treo mà nhưng mà <laughs> treo kiểu tinh tế hơn ừ, tinh tế hơn dần dần mình cũng phải tinh tế chấm vên thực ra hồi đấy thì nó đúng kiểu là em tưởng thế là hay ấy. <laughs> tưởng thế là hay ấy. Ừ. thì dần dần em thấy không hay lắm ừ. Nghĩa là kiểu mình cũng lớn dần với những cái content mình làm ấy. Ừ. À, hồi trước thì mình thấy là phải chọc chọc chêu chêu người này người kia thì nó mới là hay, nó mới là hài và khán giả mới đồng cảm với mình ấy. Ừ. Nhưng mà thế thì nó cũng hơi tiêu cực một tí. Ừ. Thì, uh, thì mình thì bây giờ mình vẫn chêu thế nhưng mà ừ. <laughs> nhưng mà dần dần mình cũng sẽ kiểu những cái hài của mình nó sẽ kiểu nó không phải hài mà những cái thú vị, những cái mình coi là thú vị nó sẽ khác hơn. Ừ. Uh. Uh, em định nghĩa thế nào là tiêu cực? vậy em vừa nói đấy ừ, nhỉ ừ, yeah. thế nào là tiêu cực nhỉ yeah? tiêu cực chắc là gây cho người ta cảm giác không vui uhm. kiểu nghĩa là uh, làm người ta muốn chửi chửi <laughs> uhm. ừ. hoặc là làm người ta thấy có ấn tượng xấu về một cái gì đấy uhm. làm người ta ở, làm người ta làm người khác tụt mút chẳng hạn đấy tụt mút rồi nhắc đến tụt mút nhắc đến tiêu cực và nhắc đến tên của em là vui vẻ thì có một câu hỏi từ một bạn fan đã submit oh. uh, câu hỏi này là dẫn sang phần Q&A từ khán giả luôn <laughs> ok câu hỏi của vậy đấy tức là anh vui vẻ thì có bao giờ anh buồn kh buồn không và lần buồn gần nhất của anh là khi nào? Mình cái kiểu buồn đi vệ sinh thì không tính. <laughs> nó phải là buồn thật nó phải là sadness. Có It's my best buồn, <laughs> buồn buồn suốt mà. Nó no. bố em dạy em nhé ừ. là một tuần mà có một ngày vui thôi ấy, ừ. Là quý lắm rồi. Ừ. thường là sẽ là những ngày buồn đấy. Ừ. Chẳng qua là mình kiểm soát cái cảm xúc đấy của mình như thế nào thôi. Ừ. Thì mình sẽ kiểm soát không phải kiểm soát theo kiểu là đè nén hay là uh, chiều theo nó nhé và mình ừ. sẽ kiểu làm bạn với nó ấy. Ừ. Thì hôm nay thấy buồn buồn nhỉ ừ. thì buồn thôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến những cái chuyện khác ừ, ừ. thế khi mà em buồn thì làm thế nào để vượt qua nỗi buồn đối với ừ. em em thấy cách nào em là hay buồn hiệu thì em, em đi chạy đi tập thể dục ừ. rồi là đi lượn nghe nhà các thứ ừ. thì nó sẽ buồn thêm <cười> 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 nghĩa là em nghĩ là khi mà có cảm xúc thì mình nên cảm nhận cái cảm xúc đấy ừ. khi nào mà nó hết thì thôi Rồi gần đây em mới học được là ừ. em nghe podcast trên mạng nhé thì họ bảo là con người... gì Podcast về mấy chuyện yêu đương ờ. <laughs> về về không không phải podcast về mấy chuyện cảm xúc ừ. thì người ta bảo là uh, con người không không thể ở một cái trạng thái mãi được ấy ừ. là sẽ có có lúc buồn ấy nhưng mà buồn xong nó lại hết ấy ừ. Hay là có những lúc vui xong vui xong nó lại hết ấy ừ. thì lúc buồn thì mình cứ buồn thôi ừ. rồi khi nào hết buồn thì thôi ừ. chuyển sang câu hỏi tiếp theo bao giờ anh quay lại làm review xàm ạ? ạ <laughs> 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 khi nào có cái gì vui vui thực sự mình thích thì mình làm thực ra là em đang làm uh, mấy cái phim việt như kiểu là chạy án các thứ ấy nhưng mà ừ. thì, ủa ngày xưa em không hiểu em lấy đâu ra cái sức để em làm một review sàm luôn đấy tại vì làm cái rất mệt mà rất mất thời gian đấy nhưng mà siêu hay anh anh có xem ừ đấy tại vì nó nó công nhận là tốn tốn sức thật ừ. nhưng mà làm thế thì, thì sẽ phải dừng lại tất cả những cái khác luôn ừ. nó tốn ừ. nó tốn chất xám đến mức đấy cơ tại vì là anh phải ngồi xem hết đấy ừ. ngồi xem xong anh nốt lại là Ê, hey, cái, cái tập này dây này nhá ông ông nói cái này này xong rồi tập này dây này ông ấy nói cái câu tiếp ừ. xong rồi tập này dây ông ấy nói câu tiếp thì chứng tỏ là suy ra ông ấy là người như thế nào nghĩa là mình cứ phải tự vẽ một câu chuyện đấy ừ. vì vì cái câu chuyện này nó không 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 đi theo mà hoặc là ông ấy nói cái này này thì mình sẽ kiểu chơi 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 đi một tí ừ. đấy thì hồi đấy cũng ngồi xem chỉ ngồi xem thôi ừ. chị đã các bạn ạ <laughs> chị yêu mình em ok có một bạn là Mackiner à. có một điều bạn muốn nói với em là ném bớt video hội viên ra cho người dùng phổ thông đi các ông ơi những video bị bản quyền các bạn ạ ném <laughs> ra đánh chết tôi <cười> <cười> rồi và đây không có câu hỏi gì cả à. chuyển sang câu hỏi tiếp theo um, làm sao để bạn giữ được sự vui vẻ khi làm sáng tạo nội dung mặc dù đây là một công việc tương đối khắc nghiệt cái làm content với tôi nó cũng không không, không khắc nghiệt đến thế ừ. Mình thích thì mình làm thôi ừ. Nó Làm theo để sự, sự vui vẻ ừ. Chắc là đi tập thể dục nhiều <laughs> Nấu no pháp các bạn ạ <laughs> hãy, làm, hãy làm những thứ À, có một cái mà gần đây mà tôi mới học được là mình phản ứng những với các thứ như nào thì nó phụ thuộc khá nhiều vào trạng thái cảm xúc của mình hay ừ. tiếng anh gọi là mút ừ. thì mình nên làm những thứ để giữ mút của mình nó cân bằng ừ. thì nó sẽ bao gồm là không ăn uống linh tinh ừ. không ăn đồ ăn vặt đồ nhanh nhiều này ừ. rồi là tập thể dục nhiều ngủ đủ ừ. rồi là làm những một cái vài cái như gọi là thiền định các thứ này ừ. mặc dù tôi không thiền đấy thì 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 là những thứ mà để giúp giúp cho trạng thái cảm xúc của bạn nó ổn định ấy. Ừ. Không phải là tôi làm được đâu nhé. Nghĩa là lúc nào mà tôi thấy rất là mất cân bằng thì tôi sẽ kiểu thôi mình thử làm mấy cái kia thì ừ. nó lại về cân bằng. Chứ khỏi lúc nào tôi cũng thấy đâu. Có bạn tên là Tuấn. Một điều bạn muốn nói với em là biết từ reviewer từ ngày review một kênh youtuber nào đó mà ai cũng biết. Em biết không? Ai biết mà? anh biết không anh không biết Thế, anh anh biết rồi <laughs> sau dần khi chuyển hướng sang mảng phim em thực sự rất thích em không nghĩ rằng lại có thể tiếp cận những góc nhìn quan điểm theo một cách hài hước chôn 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 như vậy à. về sau em không hiểu em đang xem kênh review phim hay rapper review phim mà wordplay chi chít nhiều gốc đang đi đường lại nghĩ vừa buồn cười vừa thấy định đây là điều bạn muốn nói với em anh à. nghĩ là, đây là sự trân trọng à cảm ơn tuấn nhé nhưng mà các bạn cũng đừng nghĩ kiểu chúng tôi cao siêu cái gì cả thứ nhất là những cái boost play đỉnh đỉnh thì chắc cũng không phải tôi viết đâu <laughs> tôi chỉ đọc lại thôi thứ hai là đấy cái cái cái, cái giai đoạn đấy thì chúng tôi thích làm thế ừ. còn bây giờ cái giai đoạn bây giờ thì nó chỉ quay lại còn một, một mình cái kiểu của tôi thôi mà kiểu ừ. những anh em vẫn đang ở lại thôi nó sẽ không boost play chi tiết nhiều cả tại vì những cái đấy thực sự nó hơi mệt câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn tên là việt ui chào việt nhé <laughs> việt à <laughs> ờ nếu không làm youtube thì anh sẽ làm gì hai câu đây là câu đầu tiên nếu không làm youtube thì mình sẽ làm gì à ừ. ủa, khó nhở làm tiktok không không nếu không làm youtube thì làm gì chắc em đi, em đi dạy tiếng anh à ủa ừ. à. câu hỏi đúng là đánh vào nhân sinh quản tôi luôn đấy nếu không ừ. làm youtube thì làm gì nếu không làm youtube thì anh làm gì giáo viên tiếng anh ờ đấy <cười> <cười> giáo viên tiếng anh là cái, cái, cái cánh cổng để vào con đường ừ, youtube ạ nếu không làm youtube thì làm gì nhỉ? Là ví dụ như là nếu thi trường đại học thì ừ. làm rapper đúng không <cười> <cười> <laughs> còn nếu không làm youtube thì thì chắc đi làm giáo viên tiếng anh <laughs> câu hỏi thứ hai của bạn việt anh nghĩ sao về hai hướng đi phát triển content là đi sâu và đi rộng phương châm của anh là lối nào và tại sao đi sâu và đi rộng à ừ. tùy nó nó sẽ tùy thuộc vào mục đích là nội dung của bạn ấy ví dụ ừ. bạn muốn làm sâu tại vì bạn muốn tìm hiểu sâu về cái nhánh đấy chẳng hạn Và ừ. muốn tiếp cận được cái tiệp khán giả sâu vào đấy để ví dụ khai thác thành thương mại chẳng hạn thì mình nên làm sâu còn ừ. nếu muốn hướng đến khán giả đại chúng và để kiếm tiền theo kiểu đại chúng chẳng hạn thì ừ. mình sẽ đánh rộng nó sẽ tùy vào mục đích thôi như mục đích của tôi thì hiện tại vẫn đang khá là đánh vào 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 đại chúng ấy ừ. nó sẽ không quá sâu và cái đấy nó sẽ phù hợp với nội tại của tôi tại vì là uh, tôi là một người cũng không quá sâu sắc ấy thì mình mình như nào thì mình làm như thế thôi chứ không nên cố quá làm gì như ừ. thế nó sẽ rất là mệt cho mình nó rất khó tự nhiên đấy là một cái mà tôi học được trong quyển sách uh, Atomic Habit <laughs> là để làm một mối gì thì nó phải dễ ok uh, và vừa rồi là phần Q&A khán giả hỏi và Creator trả lời thế bây giờ tiếp tục uh, tiếp phần là Creator hỏi và Creator trả lời <laughs> thì em đánh giá em là một người như thế nào trong công việc điểm tốt và điểm xấu Performance review mẹ chết rồi <laughs> đã quay hỏi em câu này chưa 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 tại vì à em đánh giá là một người khá bản năng ừ. rất bừa bộn ừ. và cứ, bản năng bừa bộn cứ thích là làm em nghĩ là cái việc làm theo bản năng của em nó được biểu hiện như nào Các em có thể lấy được một cái ví dụ cụ thể không à, là khi mà bắt đầu một kênh mới thì ừ. thường em cũng không nghĩ quá nhiều đâu ừ. em chỉ kiểu là ôi cái này hay đấy ừ. thì làm thử xem nó có có view không ừ. thế thôi thì thường là nó sẽ như thế ừ. và ví dụ càng làm nếu mà nó không có view thì mình sẽ kiểu là à thế thì nó không đúng ở chỗ này không đúng ở chỗ kia vậy thì em có vẻ là một người khá là dễ để bắt đầu những dự án mới đúng rồi thì thì Đấy đúng. một đống và ví dụ sai ở đâu thì sửa đấy ừ. em có vẻ không phải là một người có đầu óc uh, um, hạch toán tốt ừ là em lên không 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 giỏi trong việc lên kế hoạch ừ. mà em giỏi trong việc ứng biến hơn Ừ, là có Thế chuyện em có mức độ linh hoạt cao đúng không? Đó, nghĩa là có chuyện xảy ra thì em sẽ giải quyết ừ. chứ sẽ không phải là một người lên kế hoạch quá kỹ và ừ. nghiên cứu quá kỹ. Ừ. Đó. Anh khá bất ngờ ấy. Bởi vì từ trước nay anh cứ tưởng em sẽ là người rất là cụ thể kế hoạch các thứ. Ừ. Đấy là, đấy là Mr. Beast <cười> không phải em. Không, Mr. Beast giống em. à Ờ. Ừ. Ừ, là người tôi phải là, tôi mới Mr. mới, tôi là mới là <laughs> phải có tim thật ra là đấy cũng là một cái điểm chung mà anh thấy trong rất nhiều người làm sáng tạo. Ừ. Nhưng mà thường thường anh thấy những người như vậy thì họ sẽ dễ hơn để họ bắt đầu một dự án mới. Ừ. Họ sẽ có thể kéo mọi người theo nhưng mà nó sẽ dắt theo rất nhiều vấn đề và cái này là vấn đề anh thấy từ cá nhân anh nhé ừ. là anh cũng thậm chí là anh còn đến mức là anh cảm thấy thoải mái hơn khi bị đẩy vào những tình huống mà anh sẽ phải đưa ra quyết định liên, liên tục ừ. nên là đôi khi anh sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình ừ. để anh có thể làm được cái đấy ví dụ như kiểu um, uh, thay vì gọi là plan các thứ rất là cụ thể xong rồi rất là hệ thống thì anh lại thích đến đâu thì đến xong rồi đến đâu thì mình làm ở đấy đúng rồi. nhưng mà cái đấy có thể là mình làm thì ok nhưng mà người khác đi cùng với mình thì họ lại không ok về cái đấy thì em đã bao giờ gặp vấn đề đấy chưa ví ờ, em... dụ kiểu tim bảo là Ê, ông ông làm việc vừa qua tôi không chịu ông ông phải có một kế hoạch cụ thể đi thì lúc đó mình thay người <cười> <cười> đúng không mình không có quyền quyết định mà mình <laughs> thay <cười> rồi đúng không thì bây giờ nếu mà mình phải làm việc uh, theo kiểu uh, theo người khác ấy, thì mình phải mình vẫn phải thích ứng theo cái 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 của họ thôi nhưng mà <laughs> mình mình được, mình làm công ty của riêng mình ấy thì ừ. mình được quyền quyết mà. Ví dụ ừ. mình đã, đã chấp nhận mà đi làm cho người khác ấy, thì người ta quyết như nào thì mình phải thích như thế. Ừ. Còn nếu mình tự làm của mình thì mình thích như nào mình làm thế. Đấy là một cái quan điểm mà anh thấy nó khá là khác với cả lần trước anh nói chuyện với em đấy. Thế à? Anh nhớ là một năm trước nó sẽ theo là mình học cách để làm việc với cả mọi người nhiều hơn. À đúng đúng, đúng, đúng là như đúng. kiểu ứng biến với cả mọi đúng, người. Đúng 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 Để để giữ tất cả mọi người lại với nhau. Nhưng mà anh cảm giác là kiểu lần này nói chuyện thì là để đường của tôi, tôi biết rõ mục tiêu của tôi và tôi sẽ đi đến cái mục tiêu đấy bằng cách của tôi. Đúng không? thì em thấy như thế nó dễ hơn. Ừ. lại lại quay lại Atomic Habit. Là là nó phải nó phải dễ với mình ấy, ừ. thì mình mới làm mãi được ấy. Ừ. Còn nếu mà nó khó thì mình có ý chí đến mấy mình cũng quyết tâm đến mấy thì nó cũng không làm được. Ví dụ như em đang đang nhìn ăn nhá. Ừ. Em em có là người ý chí rồi, em như hải quân Mỹ hay là như đặc công Việt Nam đi. Ừ. Nhưng mà có cái bánh để cạnh em ấy thì đến một một lúc nào đấy em cũng sẽ gãy. Ừ. Tại vì nó ở gần quá. Còn nếu ừ. mà không có cái bánh nào ở đây thì em cứ ngồi đây em sẽ không ăn gì cả. Đó. Vậy thì nếu mà đi theo hướng đi mới này thì em nghĩ là mình sẽ luôn luôn phải đứng cái vai trò như kiểu đầu tàu kéo tất cả mọi người theo à. còn theo những cái mô hình trước là có thể là mỗi người sẽ đi về một nhánh khác nhau và mình à. giống như kiểu ở giữa để gắn kết tất cả mọi người và truyền à. năng lượng cho mọi người còn bây giờ sẽ là em là đầu tàu em sẽ phải ừ. gánh chịu tất cả mọi thứ thì em cảm có cảm thấy cái vị trí ấy nó nó có nhiều trách nhiệm hơn không? nó có mệt hơn không? nó có nặng hơn không? thưa hà em nghĩ làm gì nó cũng mệt đấy thì cái kia <laughs> nó cũng thế mà <laughs> cái, cái này thì vẫn giống hơn trước ấy. ừ nó cũng thế thôi thì nghĩa là kiểu nó nó giống như kiểu là anh uh... Anh chọn sống ở Hà Nội nhé ừ. Thì anh vừa chọn cái việc là Có được những cái cơ sở vật chất này Có được chỗ đi chơi này Có được chỗ vui vẻ này ừ. Nhưng mà vừa chọn là nó ô nhiễm hơn này Hay là nó có đông nhiều, đông người hơn này ừ. Rồi là ra ngoài đường tắt đường nhiều này ừ. Thì thường nhé Lúc mình chọn ấy Thì mình chỉ nhìn được cái mặt vui thôi Ừ mà xong vui rồi, xong rồi đến lúc cái mặt mà xấu nó xảy ra thì mình lại nghĩ là tôi chọn đấy đâu mình thực sự ừ. mình có chọn như thế mà ừ. là kiểu mình đã chọn cái nào thì mình là, là mình đã chọn cả hai ấy. Ừ. đó là ừ. ờ mình mày đã chọn là mọi thứ mọi người theo mày đúng không thì mày phải ok ừ. mày mà còn mày chọn là, là trao, trao quyền cho người khác đúng không thì phải theo kiểu là người ta làm gì thì mình phải chịu ừ. đó nhưng được cái nhàn hơn ừ. đó và hai cái thì em thấy cũng như nhau ừ. nó cũng mệt như nhau mà nó cũng vui như nhau em ừ. nhưng có một cái em quên nhắc là em có ba cái như thế nhé nhưng mà có một cái giữ em lại là kỷ luật à cái đấy cái đấy là cái nghĩa là sau khi em ngồi em quét bản thân một phát ấy là sao quét bản, bản là... thân quét 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 scan ấy <laughs> ừ. em sẽ ngồi em quét bản thân ừ. về mặt quá trình nó lên rồi là tính cách rồi là cái các xu hướng của mình như nào ấy ừ thì mình thấy là ờ uh, mình đã có những cái như này thì nó cũng ừ. tốt ừ. nhưng mà nếu mà nó không được kiểm soát Ừ. thì nó sẽ rất là xấu ừ. và mình chỉ có thể giữ lại tất cả những cái đấy ừ. Bằng kỷ luật thôi rồi mình mình sẽ được tự do nhờ có kỷ luật ừ đó thì Kì, uh, những người không có sự kỷ luật mới là những người sống trong tù à, một đó. ai đấy đã nói anh nghĩ là một ai đấy đã nói cái đấy ai đó đã nói có <laughs> một <laughs> cái này uh, nó là hành trình cá nhân của anh nhưng mà anh cũng quan sát thấy rất nhiều bạn làm creator đặc biệt là ở trên youtube trải ừ. qua là khi mà mình bắt đầu với cả một mình mình thì mình nghiêng về làm creative nhiều hơn ừ làm mình thầu gần như là tất cả mọi công đoạn trong quá trình sản xuất yeah. nhưng mà càng về sau khi mà vị trí của mình nó tăng lên và mình có thêm người thì mình bắt đầu bị nghĩ đến là cái, cái việc làm creative của mình nó bắt đầu bị giảm đi giảm làm sáng tạo xong bị tăng những cái bài toán những kiểu mình đầu của mình sẽ phải sử dụng để giải xử lý những cái bài toán liên quan đến kinh tế yeah. tôi sử dụng tài nguyên các thứ như nào thì em tiếp cận cái bài toán đấy như nào tôi đến bây giờ em đã giờ làm thế nào để cân bằng được cả hai cái đấy hay là tùy từng giai đoạn mà em sẽ chọn cái này hoặc chọn cái kia đấy là một cái hay của việc làm về theo bản năng đấy ừ. là nó xảy ra thì mình làm ấy à thì thôi thì thứ nhất là nếu mà em có bản năng đi thì em sẽ thấy là ở cái việc đấy nó xảy ra thì là nó phải xảy ra ấy mình ừ. không thể trốn được ấy ừ. và mình cứ thế mình xử lý thôi ừ. nếu mình plan quá kỹ thì mình cũng không thể làm gì được ấy tại vì là có thể là nó sẽ không xảy ra như mình kỳ vọng hoặc là nó xảy ra sớm quá xảy ra ừ. muộn quá và mình cũng không được chuẩn bị thì thôi mình luôn ở trong trạng thái là không chuẩn bị đi ừ. và nghĩa là cái uh, cách em đang làm bây giờ là chỉ chuẩn bị bản thân mình luôn ở trạng thái tốt nhất thôi còn cái gì xảy ra thì mình sẽ xử lý nó phó mặc ừ. cho trời và sự tùy duyên đó vì mình thực sự mình cũng không thể không thể kỳ vọng đến tất cả mọi thứ ừ. Ừ. nếu bây giờ mà được kiểu chọn một cái team mà em nghĩ là hoàn hảo ví dụ một cái một cái team để vận hành sát nhất với em ví dụ như kiểu ba hay năm người Ồ. thì em sẽ đảm nhận vị trí gì và những cái vị trí còn lại em cần ở trong team sẽ là những người như nào em chọn một cái team à, à? em chọn cho nó làm phải làm hết giống như kiểu đá bóng ấy ví dụ em sẽ là tiền đạo còn em sẽ cần tiền để à. hậu vệ em thì... là huấn luyện viên được không <cười> <cười> em chỉ kiểu ê chúng mình làm vậy nhá chúng mình làm kia nhá chỉ nhắc việc <laughs> ừ chúng mình làm định đi hướng ừ đấy thế thôi thế thì đây một câu hỏi cho huấn luyện viên thế thì em khi mà em nhìn vào một cái video hoặc một cái kênh thì em sẽ đánh giá cái mức độ cái tỷ lệ thành công của nó hoặc là cái tiềm năng của nó dựa trên những tiêu chí gì em sẽ với kinh nghiệm hiện tại của em nhé ừ. với những vốn hiểu biết hạn hẹp hiện tại của em ừ. nói lại câu đấy với cái vốn hiểu biết hạn hẹp hiện tại của em từ thực sau 7 năm làm youtube ờ, thì nó sẽ em sẽ đánh giá đầu tiên là túi tiền của người làm kênh đấy ừ nghĩa là họ có rất nhiều tiền và họ làm chỉ vì vui hay không ừ. thứ hai là cái khả năng ừ con người đấy là người như nào ấy? con người đấy có phải là con người mà sẽ được sẽ có tiềm năng được công chúng thích không ừ. và người, người ta đồng cảm và người ta uh, quý người đấy không ừ. thứ ba là khả năng thương mại hóa của ừ. cái kênh đấy đó thì ví dụ như là người đấy mà rất giàu đi thì người ta làm thoải mái 100 trăm view hai trăm view cũng được không vấn đề gì ừ. Nhưng mà nếu mà người ta không giàu lắm mà người ta làm để kiếm tiền ấy, ừ. thì người ta sẽ phải hướng đến theo cái là thương mại hóa nhiều hơn ừ. đó thì sẽ tùy ví dụ như là... nếu mà người anh nhìn vào một kênh nhé kênh đấy mà ví dụ có chỉ 23.000 view chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà họ đánh vào đúng cái tệp chẳng hạn ừ. đi và cái tệp đấy chuyển đổi rất tốt thì vẫn ok. Nhưng mà ví dụ như là làm nội dung cho đại chúng đi, cho ừ. tất cả mọi người xem ừ. và chỉ xem để kiểu giải trí thôi ý, ừ. mà có ba mươi 000 view hoặc là 10.000 view, 8.000 view ừ. thì nó sẽ hơi khó khăn cho người đấy một tí. Nếu như nếu mà họ túi tiền họ to nhé ừ. thì họ làm thế mãi được. Họ vì họ làm đấy vì nó mang tính nghệ thuật hơn. Ừ. Đó. Em đánh giá em là người làm content vì gì? em nó sẽ là tổng hòa của nhiều thứ ừ. em cũng làm để kiếm sống ừ. cũng làm để thỏa mãn cái cái tôi của mình ừ và cũng để cho, cho vui cho <laughs> vui vẻ đấy tôi... có phải là cái giá trị mà em muốn truyền tải cho mọi người không thế là cứ sống đi cứ làm đi ơ à, à, kiểu chiêu chiêu ấy vui vui ừ. chắc thế Ừ. Em chú em không biết em đang trong cái giai đoạn mà tự dưng năm ngoái thì thì khá biết mình là ai nhé Đến cái tâm bây giờ là kiểu ôi mình là ai nhỉ, sáng dậy không biết mình là ai luôn Thật Ờ, à? à, Tại vì có những chuyện nó xảy ra mà nó kiểu xé rách cái danh tính của mình ấy ừ. Là mình đã định hình tương lai nó như này rồi này Nhưng ừ. mà tự dưng có chuyện xảy ra mà nó kiểu chặt cái tương lai đấy ra ấy Thì ừ. mình lại phải ngồi, mình mất thời gian để mình nghĩ lại xem là mình là ai ừ. à. Đây có phải là cái sự kiện mà ở đầu của nói chuyện anh em mình đề cập đến không? Ờ à là nó, cái đấy đúng không? Nó, nó nó một là cái đấy hay là có những cái khác nữa. Ừ. Thật ra đấy cũng là một cái mà anh rất hay nói với cả các bạn content creator mới. Ừ. Lúc lúc anh làm việc cùng là làm sáng tạo là một cái quá trình như kiểu liên tục phải đập mình đi xong xây lại. Ừ. mình phải ok với cái đấy. Tức là đôi khi thời điểm này mình tin vào quan điểm này là đúng, thời điểm này cái thông tin của mình dừng ở đây thôi. Nhất là hồi trước anh làm review thì quan điểm của anh nó thay đổi kiểu cứ 6 tháng nó thay đổi một lần ấy. Ừ. Nên là anh gần như là nhìn vào mình trong quá khứ và cái kiểu cứ trải qua từng cái giai đoạn cứ đập đi xây lại đập đi xây lại thôi thì anh nghĩ là là một năm vừa rồi, rồi em cũng đã trải qua cái đấy Nhưng mà anh nghĩ là ở một cái mức độ to hơn Bởi vì nếu mà anh là nó xảy ra ở chỉ quan điểm của mình về phim chẳng hạn à chứ không phải là quan điểm của việc kiểu vận hành cả một cái business còn em là anh nghĩ là ở cấp độ đấy định Ồ, hướng của em, em người. nghĩ nó cũng không to tát đến thế đâu nó chỉ là kiểu cuộc sống thay đổi ấy thì thì rồi, khiêm thì, tốn quá à. thì bạn phải thay đổi ấy. anh nghĩ em nên đổi tên từ vui vẻ thành khiêm tốn ấy không nhưng mà nghĩa là thực sự nghĩa là với em nghe nó nhé nghe ừ. nghe nó có vẻ là ủi mẹ sâu sắc thế ừ. nó chỉ là kiểu có chuyện xảy ra thôi ông ấy không thích ấy ừ. nên là có chuyện xảy ra xong rồi em kiểu không thích chuyện đấy xong rồi ừ. thì nhưng mà không thích làm gì được thì ừ. thì phải chịu làm nào đấy nó kiểu kiểu thế thôi ừ. thì chịu mà mà thay đổi thôi đó. thế cái định hướng mà em đang muốn đi đến trong tương lai là gì em đang hình dung là gì ôi mà anh hỏi cho đúng lúc em không đang không biết định hướng là gì đâu <laughs> Đó, không định hướng thì chắc là vẫn đang làm những thứ hiện tại này nhưng mà ừ. em sẽ hướng tới cái thị trường nước ngoài nhiều hơn ừ. và vì uh, ngày trước em cũng học tiếng anh nhiều ấy ừ. thì mình cũng muốn tận dụng cái đấy nghĩa là trước thì tận dụng tiếng Anh để uh, ra nước ngoài xem là nước ngoài họ làm cái gì hay mình mang về để phục vụ ừ. phục, phục vụ khán giả Việt Nam. Ừ. Còn Bây giờ thì uh, mình vẫn tiếp tục phục vụ mình vẫn tiếp tục phục vụ khán giả Việt Nam ừ. nhưng mà mình cũng uh, bắt đầu nghĩ đến việc xuất khẩu ừ. xuất khẩu nội dung đúng là cái ngành em học ngày trước luôn. Em đang nghiên cứu về cái đấy chưa? Về cái việc em, làm content này về tiếng Anh? em đang có em đang tìm một cái uh, điểm điểm đâm thủng điểm đâm thủng. Uh, ok ok để 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 xâm nhập thị trường ấy ừ. đó thì đang nghiên cứu thôi. Em nghĩ là cái khó khăn lớn nhất không không chỉ là với em đâu mà với kiểu bất kỳ một ai content creator người Việt Nam hiện tại mà muốn làm content tiếng Anh thì em nghĩ là cái rào cản lớn nhất sẽ phải vượt qua là gì với em đi thì cái rào cản sẽ là rào cản văn hóa đi ừ. tại vì mình văn hóa của mình khác ừ. ví dụ em xem một cái video uh, đưa ra lời khuyên nhé ừ. thì sẽ xem, xem của mấy ông tây ấy. thì có khi mang về việt nam áp dụng nó lại không đúng đâu ừ. Tại vì bên tây nó nghĩ khác ấy. Ừ. đấy thì lúc mình làm nội dung nó cũng thế tây nó nghĩ khác nó tư duy kiểu khác nó nói chuyện kiểu khác ừ. là cái những cái nó thế hài kiểu khác thì mình cũng rất phải uh, điều chỉnh em còn dùng cái từ nhập à, là xuất khẩu content ấy anh cũng nghĩ đấy cũng là một cái mà nhiều content creator ở việt nam nên cân nhắc để hơn bởi vì anh nghĩ là giới trẻ việt nam các bạn hiện tại kiểu rất giỏi ấy em hôm các, các các anh lớn các anh đã xuất khẩu content từ cả rất ờ. lâu rồi các anh đã kiếm rất nhiều tiền rồi đúng không? Ừ. Thì, thì bây giờ đến lượt, thưa bây giờ phải đến lượt mà anh em mình, ấy. Ừ. Các, các anh đấy thì cái, cái hồi mà anh cũng còn trẻ thì các anh cũng làm thế rồi, thì ừ. bây giờ phải đến lượt những thằng như mình gọi là bắt đầu nhảy vào ấy. Ừ. Những cái giai đoạn mà kiểu ví dụ view nó thấp tè này, ừ. rồi kiểu nó kéo dài trong kiểu vài tuần vài tháng thì ví dụ anh là sẽ bị kiểu, ờ, em th... mình mình nên đi chạy hoặc mình nên cạo đầu ờ. thêm một lần nữa còn em sẽ làm gì. Ừ. <cười> <cười> em thế em nên đi chạy và em sẽ xem là thị trường thay đổi như thế nào này là ừ. mình đang làm không hảy đâu này ừ. trộm vía là dạo này đang không như không không bị như thế ừ. trên một vài kênh trên một vài cái nhiều kênh hai kênh hai phết chẳng hạn thì dạo này view nó ít hơn ừ. chắc là vì đang đang ít clip hơn với lại ừ. làm những cái nội dung mà người ta không quan tâm lắm ấy ừ. em trước em, em có một cái clip một tiếng hơn ừ. một tiếng đi ninh bình ấy ừ. clip đấy em thấy khá tâm huyết anh có thấy cái đấy à, nhưng mà nó không không quá nhiều view nhưng mà thứ hai cái cái, cái cái series đấy nhá em em cái cái cái, cái uh, suy tính của em không phải là từng video mà em sẽ phải làm xong hết 64 video đi sáu đi mươi đi tỉnh ấy, ừ. rồi nó mới tạo thành một cái cái hiệu ứng được. Ừ. đó. Chứ em đi được bao nhiêu tỉnh rồi? em đi được 4 tỉnh rồi. Ừ. À, Hải Phòng này, à, Bắc ninh ở à, à, Hải Phòng, Ninh Bình, ninh Bình Hà Giang, à, Bắc Giang. em biết nếu mà làm hết 64 clip thì em sẽ mất tầm bao lâu? chắc phải hai ba năm đấy. điều gì? làm đến đây em có định làm tiếp? có follow chứ. sáu tập còn lại không? có chứ và ừ. cái cái việc cái video ninh bình nó bị e views nó không hề ảnh hưởng đến nó, ý chí của em đó không? nó không 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 ảnh hưởng quá nhiều Vì ừ. nó vẫn trong tầm kinh tế cho phép em làm nó vẫn kiểu nó vẫn là hòa vốn ấy ừ. thế thôi ừ. nó là cái kỳ vọng của mình không phải là là là, là, là làm phát ăn ngay ấy, mà nó sẽ mang tính chất là uh, sự uh, khoái cảm bị trì hoãn delay gratification rồi rồi. đó là nó như giống như nó giống như lúc này em và anh nói về chuyện câu chuyện content chuyện kiểu ấy ừ. là anh mất thời gian anh ngồi đọc 4 tiếng ấy, thì nó là một cái delay gratification nhé. nhá. Ừ. xong anh mất thời gian anh học thuộc nó nữa trong vài tháng nữa xong ừ. anh đọc lên ấy nó lại là một cái sự delay nữa nhưng mà ừ. em chắc chắn là cái kết quả nó sẽ mạnh nhiều lại nhiều hơn. Ừ. Tại vì là không phải ai cũng làm được thế. Ừ. Thì người ta sẽ sẽ tò mò ấy và thằng này đã đi như nào nó đã trải nghiệm như nào và ừ. kể cả đăng lên có một view hai view thì nó vẫn là cái một cái sự thắng cho em tại vì em được đi chơi à, đúng đúng thưa anh nghĩ về cái 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 content cái hướng mà em vừa nói tức là nếu mà anh thật sự làm cái video tôi đọc truyện kiểu từ đầu đến cuối mà anh đọc thuộc lòng thì kể cả nó có bao nhiêu view thì anh vẫn sẽ tự hào bởi vì anh làm được cái đấy và lúc đấy nó sẽ là một cảm giác vô địch của anh luôn không ai là lấy được cái đấy của anh cả em có nghĩ là làm youtube cái việc mà kiểu giúp một creator họ có thể đi đường dài và họ không bị nản chí chính là cái những cái đấy không tức là thay vì làm cái con content mà kỳ vọng là nó được nhiều view ngay lập tức thì họ lại tập trung làm content mà khiến họ tự hào chưa? đúng không à, cũng 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 tùy à, thì có những điều, nếu mà làm gì cũng khiến họ tự hào nhưng mà nó không ra tiền cho họ để họ sống ấy thì ừ. thì hay thôi ừ đúng không có thể tự hào về việc là video này kiếm được nhiều tiền hoặc nhiều views ừ đấy thì, ừ. thì thì các bạn là với những người như em mình ít tiền đúng không thì ừ. phải coi trọng cái đấy trước ừ đúng không còn khi nào mà như em nói lúc nãy là ừ. túi tiền bạn mà mà to thì bạn thích làm gì bạn làm bạn làm một hai view cũng được à. nhưng mà túi tiền bạn nhỏ và bạn cần thực sự làm cái nghề này để kiếm tiền đấy thì nên chú ý với vào khán giả nhiều hơn nếu mà trong tài khoản ngân hàng của 98 smia đùng một phát tự nhiên tăng lên một triệu đô Uầy. 25 tỷ từ từ về thì F. thì content của em sẽ thay đổi như nào thực sự bây giờ em em mà có triệu đô thì em vẫn làm những thứ bây giờ đang làm ấy à. Ừ. đấy đấy nhưng mà anh tò mò là kiểu có thay đổi có update gì không với từng chắc đấy chắc là này. em ra ít clip hơn <laughs> thôi tại vì là mình sẽ tập trung vào chất lượng nhiều hơn ừ. bây giờ vẫn phải kiếm tiền để sống ấy thì... nếu mà em ra ít hơn chất lượng hơn thì đâu có những khía cạnh mà em sẽ cải thiện À, nói những cái những cái yếu tố về mặt kỹ thuật này là ừ. những yếu tố về mặt câu từ này câu ừ. từ biết là nó sắc hơn nó có nhiều ý tứ hơn và ừ. mình sẽ không áp lực về view quá nhiều ừ. là bây giờ mình cũng nhiều nhiều cái video mình làm ra thì phải áp lực là thực sự là quan hệ của mình là thế này cơ ừ. nhưng mà nếu mà nói ra như thế thì nó sẽ không tốt cho việc kinh doanh chẳng hạn ừ. thì mình sẽ phải tem tem cái lại ừ. cái đấy hoàn toàn không không vấn đề gì nhé ừ. nó không nhưng mà đấy vì trò chơi mình đang chơi nó là trò chơi vừa kiếm tiền và vừa muốn làm thỏa mãn cái bản thân mình ừ. thì nó là một cái đường rất mỏng mình mình phải rất rất khéo léo đi trên con đường đấy. Ừ. Đó, còn nếu mà the, có một triệu đô rồi thì em sẽ làm nó chiêu hơn, không phải một tuần hôm nào cũng ra một tuần 5 clip nữa ừ. mà một tuần em có thể làm hai cái thôi và em sẽ trả nhiều tiền cho các bạn viết hơn để các bạn ấy viết thực sự là nghiên cứu nghiền ngẫm nhiều ấy, tại ừ. vì là như em làm cái review như sao ngày xưa ấy, là thực sự là cái sự nghiền ngẫm rất nhiều. nghiền ngẫm rằng là ông ấy nói câu này nghĩ là gì, em em cảm thấy uh, vừa là con trai vừa là con gái ấy. phải nghĩ rất nhiều <laughs> suy ừ. ra rất nhiều ấy. đó, thì nó sẽ sướng hơn. Ừ. đó và em vẫn tiếp tục làm những em vẫn tiếp tục làm vui vẻ, vẫn kiểu đi đơn giản hóa tất cả mọi thứ, ấy. À. tiếp tục làm hai phết đi đến tất cả mọi nơi và nói về những nơi đấy. và chắc chắn là phải tiếp tục để vlog Ờ, và, và làm daily vlog là ừ. mình sẽ làm những cái thứ mà bản thân mình nghĩa là mình sẽ ghi lại cái quá trình phát triển của bản thân mình. Ừ. Tại vì mình cũng có rất nhiều thứ mà cần cải thiện. Đó. Nếu mà được bắt đầu một kênh YouTube mới tinh với tất cả mọi kiến thức và kinh nghiệm ừ. trải nghiệm của em hiện tại thì em sẽ bắt đầu nói như thế nào? Em sẽ, em sẽ làm về cái gì em sẽ làm như em nào em sẽ bắt chước Mr. Beats <laughs> em sẽ không Mr. Beats trong cái cuộc um, phỏng vấn với Colin Samia ấy ừ. ông ấy bảo là làm video như thể đang có một triệu sắp rồi ừ. và lúc có một triệu sắp thì làm video như thể là chưa có cái sắp nào Ví dụ một kênh mới đúng không thì ừ. hãy làm một, một video như thể là bạn đã có một triệu sắp ừ. nó chỉ chú hết mức có thể nó rồi, cái gì nó cũng hoàn hảo hết rồi khi có một triệu sắp rồi thì cũng hãy làm video như thế vẫn chưa có sắp nào là kiểu tôi rất cần người xem ừ. tôi rất quan trọng, quan trọng đến trải nghiệm người xem ừ. tôi chưa đang chưa có cái gì cả đấy, Thế em thấy là một cái đấy là một cái suy nghĩ khá hay ừ. để bắt đầu thứ ra lý thuyết thì tôi nói thế thôi chứ lúc tôi <laughs> làm thì tôi thì chắc tôi đã làm được <laughs> hình dung của em về kênh đấy sẽ là gì em sẽ làm về topic gì bây giờ cái cái kênh đầu tiên làm về youtube nhá à. em có nghĩ là cái gì hay em làm ấy à. nó, nó lộn xộn nó chả là kênh gì ừ. lúc thì nói về nấu pháp lúc thì nói ừ. về yêu đương lúc thì nói về nước anh lúc thì nói về uh, đi học đại <laughs> học, học học được là cái gì. Ừ. Ờ đấy đấy thì em nghĩ là cái kênh cái kênh kênh tiếp theo của em nó sẽ như thế đấy. Em có bây giờ những cái lúc mà anh bị lung lay cái định hướng của mình, tôi không biết là thời gian tới mình nên làm về chủ đề gì. Anh mở kênh của MrBeast ra, sau anh lọc nó theo trình tự từ cũ nhất trời mới nhất. À. Và xem tất cả những cái video cũ nhất của ông ấy toàn những cái video kiểu siêu nhảm nhí, đúng không? Kiểu gần ông ấy mất phải chắc là gần 10 năm chỉ để tìm ra được cái content nó viral như hiện tại. Và ông ấy đi qua rất nhiều những giai đoạn khác nhau mình cũng sẽ trải qua cái đấy. Và nó vui mà mà mình mình uh, được trải qua cái đấy nhé à. Xong mình làm daily vlog lại <laughs> sướng thật. À. Rồi, con anh nghĩ là buổi nói chuyện này nó cũng tương đối dài à. và mình cũng đã đi qua rất nhiều những cái chủ đề <laughs> mà mình cần phải đi qua. Em cười cái gì đấy? That's what, that's what she said. Nó cũng tương đối dài <laughs> Cô ấy. Cô nói thế. <laughs> Thì uh, có câu hỏi nào mà đáng ra anh nên hỏi em mà anh chưa hỏi trong buổi này? chuyện hay không khó đấy để... có cái gì mà em muốn nói với cả mọi người ừ, nói với mọi người là mọi người muốn làm youtube thì mọi người cứ làm đi <laughs> làm fail thì tự làm lại đơn giản nhất đúng không Ừ thì tôi hoặc là ví dụ đang muốn làm youtube để kiếm tiền thì hãy làm theo kiểu kiếm tiền ừ. còn lại là muốn làm youtube vừa để kiếm tiền vừa để vui vui chill chill thì làm theo kiểu đấy ừ. ờ, còn làm chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thôi thì cũng hãy làm theo kiểu đấy ừ. nó là một cái sân chơi cho tất cả mọi người và nó ừ. cho hay là không có cái gì là đúng không có cái gì là sai ví dụ như là có những doanh nghiệp làm việc với em thì họ cái là ngày trước em có nghĩ là view là tất cả ấy. nhưng ừ. mà có những doanh nghiệp họ làm với em thì họ bảo là thưa anh, anh chỉ chỉ cần thực sự tập trung vào chuyên môn ừ. anh không cần nhiều view đó thì nó và cái đấy cũng có, có một cái giá trị nhất định ừ. ok cảm ơn linh cảm ơn vui vẻ cảm ơn anh vũ Vì <laughs> <laughs> những bài học đã cho anh better cảm ơn spider room cảm ơn anh Việt anh cảm ơn jack năm đã... <laughs> triệu các <và> thứ <laughs> um... Cảm ơn Linh rất nhiều. À, lần này anh sẽ phải nghiêm túc một tí nhưng mà cảm ơn Linh vì đã nhận lời quay lại buổi podcast này sau khi mình đã quay một lần. Anh cũng rất là ái náy bởi vì cái buổi trước nó không được tốt như anh kỳ vọng. Nên là và anh thay, thay mặt cả không chỉ cá nhân mình và anh nghĩ là còn thay mặt cả soi room cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận đến buổi này thôi nói chung là mình cũng có tuổi rồi Đúng mình ơi. cũng phải đừng đắn một tí cảm ơn anh vũ đi đâu <laughs> không em em thấy cái việc là ví dụ làm sai xong rồi quay lại để làm lại ấy, nó, ừ. nó 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 là một cái vui ừ. kiểu là kiểu ô người kia thấy học là cái cái gì mới này xong rồi và họ cởi mở về cái việc đấy ừ. nó 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 rất vui mà và nó là một cái cái mà thực sự em muốn được xảy ra nhiều hơn ừ. là ví dụ sai và sửa ấy, và không không bị đánh giá bởi cái việc đấy tại vì ừ. là mình làm sao mà mình biết được hết mình làm sao mà mình biết được hết tất cả mọi thứ ấy. Ừ. mình chỉ phải làm gì mình mới biết được thôi và những cái việc đấy nên được bao dung ừ. là ừ, anh đang học thôi sai và sửa và ừ. tất cả chúng ta đều đang đều đang trong đúng rồi. tiến trình học đúng không đúng rồi, chúng ta đều đang đi lên và ai dùng cũng sẽ phải cởi mở đúng rồi trừ khi anh này khoan ấy khoan phải đi xuống <cười> <cười> vì đấy là cách mà khoan làm việc <laughs> khoan đất rồi ấy. <laughs> ờ, cảm ơn uh, linh rất nhiều một buổi nói chuyện rất vui vẻ và cũng rùng, túng biết kết thúc như nào nhưng mà nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho Linh hay là cho The Creator hoặc cho bất kỳ một nhà sáng tạo nội dung nào mà các bạn cảm thấy tò mò và muốn lắng nghe câu chuyện thì hãy để lại trong phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì uh, cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Vũ Dino. <cười> <cười> anh Vũ Dino ơi, anh nghĩ là nó muốn hợp tác với anh lắm rồi đấy. Anh cân nhắc cho lên kênh của anh nhé.